Hôm nay thợ làm biển hiệu luôn, hai thợ biển lớn luôn. Hector Sài Gòn, Redman. Chạy về nhà hả vậy anh Nam? Ôi, chạy về nhà quá không? Trời ơi, đặt hôm qua đây mà chưa quay xong nữa. Nay chơi đồ quen có cái đồ kéo à. Bữa về Bến Tre anh thấy có cái này rồi, nó dễ nè, chứ mình làm anh tay cực lắm.